được nhận ra khắp nơi nên Hà luôn phải hoàn toàn tự tin. Nhưng thật không dễ tí nào vì chỉ một chút mồ hôi dưới cánh tay có thể gây ra mùi cơ thể. Do đó mỗi sáng sau khi tắm, Hà luôn sử dụng Rexona. Vì không gì khác giúp Hà khô thoáng và sảng khoái hơn suốt cả ngày. Nhờ đó Hà luôn tự tin đến từng mm. Rexona không làm Hà thất vọng.